Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay là vẫn là tiếp tục là mình quay video về bông vạn thọ cũng như là trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận chung kênh của mình. Nhưng mà trước tiên vào nội dung thì mình sẽ là giới thiệu sơ qua ha. Thì bên mình cũng có là sỉ bông Tết, là gồm những cái loại bông là truyền thống nè, là bông vạn thọ nè, hoa màu gà nè, cúng mâm xôi. Và số điện thoại cũng như là Zalo thì mình để bên dưới cái phần là mô tả nha, các bạn có thể là liên hệ. Và vườn là ở khu vực là Gò Công nha các bạn, số lượng là nhiều mình vẫn có nha. Rồi thì câu hỏi là của bạn là Đào Trần nè, thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là cái vạn thọ của bạn là nó xanh đen luôn và nó không cao lên, bây giờ mình phải làm sao? Cái nguyên nhân là cái lá bông vạn thọ của mình mà nó xanh đen các bạn, là các bạn sử dụng cái phân mà hóa học mà nó quá ngắn ngày. Ví dụ như mình sử dụng cái thằng DAP đi, mà các bạn sử dụng ví dụ như 4 bữa các bạn tưới nó lần đi, là cái lượng mà đạm các bạn nó nhiều á, thành ra là nó bị xanh đen luôn. Thậm chí mà các bạn mà tưới nhiều quá là nó bị lỡ củ rễ nó chết nha. Và cách khắc phục bây giờ thì các bạn sẽ tưới nó khoảng đâu là 6 ngày. Còn cây của bạn mà nó không phát thì bạn hãy xịt dưỡng, một là Atonit, hai là hàng cơm cát. Còn nếu như mà bạn thấy nó chậm quá thì bạn có thể sử dụng hàng rầu riếp, bạn cộng với cái thuốc sâu mà để bạn xịt, bạn sử dụng là nửa gói là được nha. Trên thị trường bán có 4.000 thôi, bạn lên Shopee các bạn mua là có nha, trên Lazada cũng có bán nữa. Đó thì câu hỏi của bạn là Đào Trần thì mình đã trả lời. Tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Trong Võ Tân nè, thì bạn này bạn hỏi mình là người bạn của bạn là có cho bạn một mớ cái bông vạn thọ để bạn về bạn trồng, mà vạn thọ của bạn là vạn thọ Pháp, nay là đã là 26 tháng 11 rồi, nó đã lú những cái bông rồi, hỏi như vậy là có sớm hay không? Như vậy là sớm nha các bạn ha, bạn cứ lặt đi những cái nụ hoa bạn bỏ và bạn để cho đến là 12 tháng 12 hoặc là 15 tháng 12 âm lịch thì các bạn không có lặt nữa, bạn để tự nhiên là nó sẽ là đúng Tết nha. Rồi thì bạn Linh Bùi bạn này bạn hỏi mình nè, cái vạn thọ Pháp của bạn là bạn mua là người ta ươm sẵn cái bữa là 19 tháng 11 âm lịch và người ta bảo là cuối tháng là bấm ngộ, nhưng mà hiện tại là cây của bạn là nó còn nhỏ, hỏi như vậy là nó có kịp Tết hay không? Thì bây giờ thì bạn cứ xịt dưỡng đi, khi nào mà nó ra nụ thì bạn lặt bỏ thôi, đến cái ngày 12 tháng 12 âm lịch thì mình sẽ không có lặt nữa, thì nó sẽ là đúng Tết thôi, như vậy thôi nha. Rồi bạn Huy Trần nè, bạn này bạn hỏi mình là vạn thọ của bạn là bị lủng lỗ tròn tròn là bị con gì, là nó bị sâu nha. Bạn có thể sử dụng thằng Radiant hoặc là thằng rệp và thông để bật xịt ha, là được nha. Rồi thì một bạn tên là Tú Nguyễn nè, thì bạn này bạn hỏi mình là bạn xịt cái thuốc trừ sâu là Ta Siêu, bây giờ là nó bị trái lá hết ráo rồi, bây giờ thì mình phải làm sao? Thì giờ thì bạn chỉ việc xịt dưỡng thôi, và các bạn phải tưới dưỡng rễ cho nó là được ha. Rồi một bạn tên là Cù Lao Chợ Mới nè, bạn này bạn hỏi mình khi mà mình bấm ngọn cái bông vạn thọ xong thì mình có xịt được cái thằng Anwin hay không? Thì Anwin thì vẫn là xịt được ở trên bông vạn thọ ha, nhưng mà tốt nhất thì bạn nên xịt những cái loại thuốc mà bung chèo cũng như là bán mập này nọ các bạn cho bông vạn thọ của mình thì nó sẽ là tốt hơn ha. Câu hỏi của bạn là Nam Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là cái vạn thọ B2 của bạn là gieo vào cái ngày là 20 tháng 10, bây giờ đã là 5 cặp lá rồi, thì bây giờ thì mình có ngắt ngọn được hay không? Thì bạn đợi tới 6 cặp lá thì bạn ngắt ha, hồi khoảng đâu là 26 á, bạn ngắt ngọn là được rồi, 26, 27 gì đó. Bạn bấm ngọn mà để tự nhiên tới Tết nha, là được nha. Rồi thì câu hỏi của bạn là Lê Thị Bé Em nè, thì bạn này bạn hỏi mình là trồng vạn thọ 06 rồng vàng, mình ngắt ngọn và xử lý phân thuốc gì? Thì bây giờ thì bạn có thể là bạn bấm ngọn cho nó đi ha, rồi sau khi mà mình bấm ngọn xong thì bạn có thể là xịt thằng siêu bung chèo với thằng bé mập ha. Còn phân thuốc thì mình có thể là mình sử dụng cái phân DAP cũng được, là đạm cá hồi này nọ cũng được, nói chung là phân thuốc thì nó rất là dễ rồi, quan trọng là đúng liều lượng thôi. Rồi câu hỏi của bạn là Bình Bo Vlog nè, thì bạn này bạn hỏi mình là cái hoa màu gà phụng vị của bạn là giờ này mà nó chưa có nụ thì bây giờ thì bạn xịt dưỡng cho nó thằng Atonit ha, là được nha. Rồi tiếp tục là bạn Thông Nít nè, thì bạn này bạn hỏi mình là đi dạng thọ một cơi thì nay mình ngắt ngọn có đúng Tết hay không? Thì bây giờ từ khoảng đâu là 25-26 thì bạn bấm cho đến là đầu tháng 12 thì bạn ngưng ha, thì khoảng đâu tháng 12 là mình không có bấm nữa, là cái thời điểm đó là hoa của mình là nó sẽ là đúng Tết nha. Rồi thì bạn Nguyễn Bé Năm nè, bạn này bạn hỏi mình là đạm cá hồi mình bón ở cái giai đoạn nào? Thì cái giai đoạn khi mà mình ra chậu ha, là mình bón được, thậm chí là cái giai đoạn cây còn nhỏ mình bón cũng vẫn được, tại vì nó là thuộc dòng phân hữu cơ nha bạn ha. Nói chung là cây vạn thọ này cũng dễ, nó không có kén phân, nó chỉ kén những cái dòng phân hóa học mà nó đậm liều thôi, là nó bị lỡ củ rễ nó chết thôi, cũng như là vàng lá nha. Rồi bạn Nhi Phạm là bạn này bạn hỏi mình là cho mình hỏi là B2 ngắt ngọn ngày nào? Thì bây giờ thì bạn có thể là bạn ngắt ngọn nha, hôm nay là các bạn hỏi mình vấn đề là ngắt ngọn rất là nhiều nha. Rồi bạn Ly Kiều nè, bạn này bạn hỏi mình là anh ơi là ban mai bị vàng lá, bây giờ mình phải làm sao? Xịt Atonit hoặc cơm cát nha. Rồi bạn Nguyễn Minh Nhật nè, bạn hỏi mình đó là tưới phân NPK, dạng thọ của mình nó ốm quá thì phải làm sao?
Thì bây giờ thì bạn có thể là bạn xịt hàng bé mập ha, cho cây mình nó cứng lại, rồi về hàng vậy nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào ha, cũng như là đã trả lời hết tất cả các câu hỏi của bạn rồi. Hiện tại bây giờ là gần chỗ mình là người ta đang hát nhạc sống các bạn, thành ra nghe rất là ồn luôn. Thành ra mình phải tạm ngừng video ha, các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình đi, thì mình sẽ làm video mình rep hết nha. Rồi thì mình xin chào.